Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến. Cá này là cá hú ở Việt Nam là anh chị các bạn. 2 đồng 79 sen một pound. Nhập qua bên Mỹ, cá ngon lắm. Nấu canh chua kho là hết nói luôn. 2 đồng 79 sen một pound. Một con như vậy là các bạn biết 1 pound 2, 2 pound nó ăn ký. Ngon kìa. Bây giờ ta làm rất là kỹ. Nhập qua tới bên Mỹ luôn, rất là ngon. Nấu canh chua hết nói luôn, nấu canh chua kho tộ. Bây giờ Việt Nam không, các bạn biết nông nghiệp cá đồ nhập qua Mỹ nhiều lắm mà ta làm ngon lắm kìa. Cá ba sa, cái này không phải ba sa, cái này cá bông tàu, làm kỹ ghê, rất là ngon. Bởi đời sống những người nông dân Việt Nam bây giờ họ sống cũng thoải mái lắm. Tôi về tôi thấy, tôi về tôi thấy người ta sống rất là thoải mái, chứ không phải giống như mấy cái tụi chống cộng cực đoan nó lên mạng nó nổ nó xạo. Product of Việt Nam các bạn thấy không, rất là ngon. Hàng hóa đồ thực phẩm bây giờ nông sản rồi nhập qua Mỹ nhiều, bán tràn đầy bên Mỹ. Bây giờ người Việt của mình người ta cũng ý thức lắm, người ta làm cũng đạt chuẩn quốc tế chứ không phải là giỡn. Hàng của Trung Quốc cạnh tranh không lợi nổi hàng Việt Nam đâu. Tôi nói nếu mà những cái mặt hàng của Việt Nam cho xuất khẩu về cá nông nghiệp đồ, Trung Quốc nó làm nhiều khi rất là sợ. Việt Nam mình người nông dân liền ta làm những mặt hàng mà xuất khẩu, những người mà mặt hàng mà trong nước, bây giờ nhiều người ta ý thức. Tôi về tôi thấy người ta sống uống rồi nhiều, các bạn thấy làm ngon chưa, sạch sẽ rất là ngon. 2 đồng 79 sen một pound, một ký thì khoảng 5 đồng mấy, 2 đồng 79. Khoảng 5 đồng mấy chục sen đó. Các bạn thấy đã ha, mần rất là sạch sẽ. Nó hỏi mình nấu canh chua kho tộ con ngon ơi là ngon. Thịt nó ngọt mà nó béo, nó ngon hơn cá fish của Mỹ rất là nhiều. Anh chị em các bạn biết tại sao? Bởi vì Mỹ nó hồi lúc trước á nó cạnh tranh không lợi nông sản Việt Nam mình đó, cho nên nó kiếm cách nó chơi mình. Nhưng mà bây giờ mình được vô những cái hội mà mua bán này nè, mình được ưu đãi nhiều lắm. Cá fish của Mỹ không bằng, các bạn biết cá fish của Mỹ ăn nó tanh mà thịt nó không bằng, cá nó nuôi cũng ngon. Cá sông thì còn đi câu về, thì tôi hay đi câu về ăn thì ok, mà cá hú Việt Nam hết nói, hết nói. Người ta làm kỹ lưỡng kia, bây giờ chỉ khứa ra là nấu canh chua, nên canh chua rồi kho tộ. Thằng nhóc tôi nó phải ăn cá lắm, nó ăn thấy thương luôn. Đã, để mình cho các bạn thấy, bữa nào vô chợ nên mình quay cho các bạn coi những cái sản phẩm của Việt Nam mình bây giờ tràn lan ở bên này, bay ở bên này. Cái lâu thảo, những cái mặt hàng của Việt Nam ngon lắm, sản xuất. Cho nên đời sống của Việt Nam bây giờ anh chị các bạn thấy, những cái người mà làm nuôi cá hồi lúc cái những cái năm tháng đầu họ vất vả, chứ bây giờ là hơi bị ngon luôn. Giờ dân mà nuôi cá được, dân người ta làm ăn mà ngon lành đại gia không ở Việt Nam, chứ không phải giỡn được. Việt Nam giờ biết lo làm ăn kiếm tiền tỷ, tiền đẻ ra tiền. Như nói ở Việt Nam giờ mà có 100.000 đô thôi làm ăn hơi bị ngon luôn.
cái mua miếng vườn, miếng đất ha, Minh Thảo ha, cứ chăn nuôi, làm nông nghiệp cứ từ từ. Bởi vì giờ có mấy đứa trẻ nó ra trường, nó có nhiều đứa kỹ sư rồi, nó ra trường xong rồi nó bỏ cái công việc đó, nó đi về nông thôn, nó làm nông nghiệp, nó đầu tư vào. Tại đất nước đang phát triển đổi mới mà, anh chị em các bạn thấy cái cơ hội rất là nhiều, phải biết lo làm ăn chứ, cứ ngồi đó chờ ông chính phủ phải làm này làm kia cho mình chừng nào khác. Ngồi đó giống như mấy thằng chống cộng cực đoan ô hợp, cứ lên mạng ngồi đó. Nước Mỹ của tao trục xuất lại Minh rồi cứ đụng tới nước Mỹ của nó, nước Mỹ của tao đấy các bạn thấy. Rồi các bạn thấy có thằng nào nấy ra ôm gì không? Thằng đen đi Trương các bạn nhìn thấy nó đây, thằng Tân đi Thái đây. Nhìn tôi thấy tụi nó cắt cái thắt cái bạc, mặc cái áo vest, ngồi live stream. Mẹ mấy người đó nó sống ảo lắm, tôi nói chị các bạn biết. Mấy cái dân chống cộng ở bên Mỹ này ha, nó sống ảo giả màng luôn. Nó sống cực kỳ ảo. Các bạn mà lên mạng mà các bạn nghe lời tụi nó, tôi nói là chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Tôi nói thiệt á, cái kinh nghiệm sống của tôi, từ chết tới bị thương thôi. Mấy cái thằng ôn dịch á, mà con đi sợ phạm thì các bạn thấy bà nội cha nó hù mình đủ kiểu luôn cách. Bây giờ mà cha con tụi nó mà đụng tới Lại Minh này cái là nó FBI cộng đầu tụi nó là gì? Nó tưởng đâu dễ ăn hiếp luôn. Còn là cái đám khùng, cái đám ôn dịch không à. Rồi các bạn thấy như tụi Đào, tụi quần Đào Minh Quân rồi á, có ra cái ôn gì đâu. Mấy thằng khùng điên không, không có dở hơi. Mà mình chỉ bắt cười đấy. Có mấy người trong nước lại tin theo tụi nó, lại ảo gì tưởng theo tụi nó. Cũng chỉ mình lại mình nghĩ là cũng vì tiền thôi, cho được vài trăm, vài ngàn ăn, ngồi đó ăn, rồi đi chống phá đất nước, rồi ngồi đó xuyên tạc. Giống như cái thằng cái đích gì đó, cái đích gì mình thấy nó hay vô diễn đàn của anh Bằng, nó nói chuyện nhiều màn đất ơi. Nhiều lúc mình thấy ớn chế độ. Làm ăn thì không cho làm ăn, đất nước phát triển đổi mới thì mình phải lo làm ăn. Có thật thì mới dịch được đạo, phú quý thì mới sinh lễ nghĩa. Cứ ngồi đó chê bai rồi cứ tại sao Việt Nam không bằng Singapore, Việt Nam không bằng Thái Lan. Mèn ơi, thấy mà ớn luôn. Ngồi đó trông chờ qua Mỹ. Qua Mỹ tưởng gì, đi cài. Tôi thấy tội nhất là những người trong nước ham ngồi đó mê, bỏ hết tài sản của cái tiền bạc đi qua Mỹ. Ở bên Việt Nam thì có của ăn, của dư, của thường, của để. Muốn xách xe đi chơi là đi, muốn đi nhậu là đi nhậu, muốn tiệc tùng lúc nào là đi thôi. Rồi mai làm tiếp, mai làm bù lại, được làm chủ, làm cả. Giờ qua Mỹ tôi thấy đó, màng ơi, giờ qua Mỹ phải đi cài, đi làm, làm. Nhiều khi không dám nghỉ nữa, bệnh còn không dám nghỉ nữa nha. Màng ơi, có nhiều người đi qua Mỹ làm, bệnh không dám nghỉ luôn, không dám đi khám bác sĩ nữa. Tại vì